miễn phí anh em nhé. Để làm rất là đặc sản đây, siêu giảm. Để làm là có cốt phải là rất là kỹ, còn này rất là kỹ, kỳ kỹ. Chiều cao của cây nó rơi 60, vành gốc chỗ này là 40 nha. Trên thân nó có phần bị một chút mại nha, một chút mại. Tay cành kỹ lắm rồi anh em, thân to lắm. Đây chủ nhân đây anh em này, muốn giao lưu liên hệ với chủ nhân này. Đó. Rất là đẹp. Tán nhất cái này là 1 mét anh em nhé. Phần đến 1 mét. Cao 60. Hai mặt đều đẹp, trước mặt sau đều đẹp hết. Phần rất là dị. Bỏ lắm rất là dị. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với chủ nhân nha các bạn nhá. Quan điểm nhà vườn đây là cây lán khá là đẹp. Nhìn rất nó tí tí vậy mà lá nó xanh nước kiểu anh nhỉ. Đúng rồi. Như kiểu trồng dưới vườn anh nhỉ. Mùa nắng như này chủ yếu là anh em tưới nước thôi. Tưới nước. Cái này có quả này. Lán thì nó có hai loại, loại lán quả lại lán hoa nha anh em nhé. Cái này quả em hoa. Đây là dòng lán hoa anh em, quả này. Đây hoa đây. Đây hoa đấy. Yeah.